Mọi người ơi, giờ mình xịt thử cho mọi người xem nha. Cái này mình khóa được đầu này luôn nha. Mình mở cái đầu ra. Ôi ước à. Mình mở lại. Mình mở ra nè. Mình mở ra làm xe nè mọi người. Cái này tưới rau nha, được xe chứ không được nha.
Cho nó mát được xong nha. Tối nào thịt cái là mát.